Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Thanh Tùng Tiến Đọc sẽ cùng với quý vị các bạn đến với đề số 5, tác phẩm Vợ chồng Apu của nhà văn Tô Hoài. Đề bài cụ thể đó là cảm nhận về hiện thực bất công về thân phận của Mị và Apu thông qua văn bản dưới đây. Mị đi hái được lá thuốc về, thấy trong nhà càng đông hơn lúc nãy. Ngoài sân dưới gốc đào lại buộc thêm mấy con ngựa lại. Mị đi cửa sau vào, ghé mắt nhìn thấy một người to lớn quỳ ở trong góc nhà. Mị đoán đấy là Apu. Bọn trước việc hàng ngày đến nhà thống lý báo tra dự đám sự kiện. Các lý dịch quan làng thống quán xéo vải, đội mũ quấn khăn xách gậy cưỡi ngựa kéo đến sự kiện và ăn cỗ. Trong nhà thống lý báo tra đã bày 5 cái bàn đèn, khói thuốc phiện tuôn ra các lỗ cửa sổ tuôn hút xanh như khói bếp. Ta lưu ý cái bọn này kéo đến để sự kiện và ăn cỗ. Trong nhà thống lý Bá Cha đã bày 5 cái bàn đèn, khói thuốc phiện tuôn ra các lỗ cửa sổ tuôn hút xanh như khói bếp. Cả những người chức việc ở bên làng A Phục cũng tới, nhưng chỉ bọn con trai làng ấy ngồi khoanh tay cạnh A Phục vì họ bị gọi sang hầu kiện. Còn bọn chức việc thì nằm dài cả bên khai đèn, suốt từ trưa cho tới hết đêm. Mấy chục người hút, trên nhất là thống lý Bá Cha. Thống lý hút xong một lượt, 5 điếu đến người khác hút, lại người khác hút. Cứ thế lần lượt xuống tới bọn đi gọi người về sự kiện, chỉ có đàn bà ngồi trong buồng hoặc đi lại bên ngoài dòm ngó đám sự kiện, và A Phủ quỳ chịu tội ở xó nhà là không được dự tiệc hút ấy. Lúc một loạt người vừa hút xong thì Bá Cha ngồi dậy vuốt ngược cái đầu chọc dài, kéo đuôi tóc ra đằng trước, cất giọng lè nhẹ gọi: "Thằng A Phủ, ra đây!" A Phủ ra quỳ ở giữa nhà, lập tức bọn cha làng xô đến, trước nhất là chắp tay lại lia lịa tên thống lý Bá Cha, rồi quay lại đánh A Phủ. A Phủ quỳ chịu đòn chỉ im như cái tượng đá. Cứ mỗi đợt bọn chức việc hút thuốc phiện xong ấy, A Phủ lại phải ra quỳ ở giữa nhà, lại bị người xô đến đánh. Mặt A Phủ sưng lên, môi và đuôi mắt dập chảy máu. Người thì đánh, người thì quỳ lại kể lể chửi bới. Xong một lượt đánh kể chửi lại hút, khói thuốc phiện ngào ngạt tuôn qua các lỗ cửa sổ. Rồi Bá Cha lại ngóc cổ lên vuốt tóc gọi A Phủ. Cứ như thế suốt chiều suốt đêm, càng hút càng tệ, càng đánh càng chửi càng hút. Trong buồng bên cạnh, Mị cũng thức suốt đêm im lặng ngồi xoa thuốc dấu cho chồng. Lúc nào Mị mỏi quá cựa mình thì những chỗ lằn trói trong người lại đau ê ẩm, Mị lại gục đầu xuống nằm thiếp đi. Khi đó A Sử bèn đạp chân vào mặt Mị. Mị choàng thức lại nhặt nắm lá thuốc xoa đều đều trên lưng chồng. Ngoài nhà vẫn rên lên từng cơn kéo thuốc viện như những con mọt nghiến gỗ kéo dài, giữa tiếng người khóc, tiếng người kể lào xào và tiếng đấm, tiếng đá huỳnh huỳnh. Sáng hôm sau thì đám kiện đã xong. Một số người chẳng biết từ bao giờ đã ngủ ngáy ngay bên khay đèn. Bọn sáu phải đang bắt cái chảo đồng và xách ấm nước ra nấu thêm lạng thuốc để hút thêm ban ngày cho các quan làng thật tỉnh. Các quan làng còn một tiệc ăn cỗ nữa. Thống lý Bá Cha mở cháp, lấy ra 100 đồng bạc hoa, xòe. 100 đồng bạc hoa xòe bày lên mặt cháp, rồi nói: "Thằng A Phủ đánh người thì làng xử mày phải nộp vạ cho người. Mày phải đánh là 20 đồng, nộp cho thống quán 5 đồng, mỗi sắp phải 2 đồng. Mỗi người đi gọi các quan làng về hầu kiện 5 hào. Mày phải mất tiền mời các quan hút thuốc từ hôm qua tới nay, lại mất con lợn 20 cân chốc nước mổ để các quan làng ăn vạ mày. A Phủ, mày đánh con quan làng, đáng lẽ làng xử mày tội chết, nhưng làng tha cho mày được sống mà nộp vạ. Cả tiền phạt, tiền thuốc, tiền lợn, mày phải chịu 100 bạc trắng. Mày không có 100 bạc thì tao cho mày vay để mày ở nợ. Bao giờ có tiền giả thì tao cho mày về, chưa có tiền giả thì tao bắt mày ở làm con trâu, con ngựa cho nhà tao. Đời mày, đời con, đời cháu mày tao cũng bắt thế, bao giờ hết nợ tao mới thôi. A Phủ, lại đây, nhận tiền quan cho vay." A Phủ lê hai cái đầu gối sưng bạch lên như mặt hổ phù. A Phủ cúi sờ lên đồng bạc ở trên cháp, trong khi Bá Cha đốt hương lầm rầm phấn gọi ma về nhận mặt người vay nợ. Bá Cha khấn xong, A Phủ cũng nhặt xong bạc, nhưng nhặt xong lại để ngay cả xuống mặt cháp, rồi Bá Cha lại chút cả bạc vào trong cháp. Ở cái phần mở bài, chúng ta nhớ giới thiệu đôi điều về tác giả, tác phẩm, luận đề, trích lược đoạn văn theo đề bài. Ví dụ như thế này, Tô Hoài là nhà văn có gần 200 đầu sách thuộc nhiều thể loại khác nhau. Sáng tác của Tô Hoài thiên về diễn tả sự thật đời thường, tất cả thể hiện vốn hiểu biết phong phú sâu sắc
về phong tục tập quán của nhiều vùng khác nhau, thể hiện lối truyền thuật sinh động, vốn từ vựng phong phú của Tô Hoài. Chuyện ngắn Vợ Chồng Áp Phủ là một ví dụ tiêu biểu, trong đó đoạn văn mị đi hái được lá thuốc về cho đến vào trong chắc, thể hiện rõ hiện thực bất công, nỗi đau bị hành hạ của hai thân phận mị và A Phủ. Ở phần thân bài, trước khi đi vào phân tích đoạn văn và đề bài yêu cầu, thì chúng ta nhớ khái quát đôi điều về hoàn cảnh dẫn đến đoạn văn cần phân tích. Khái quát hoàn cảnh dẫn đến đoạn văn cần phân tích. Ví dụ như thế này, mị là cô gái hơ mông, tức là cô gái mèo hoặc là cô gái mông, con gái nhà nghèo, xinh đẹp, tài năng, hiếu thảo. Vì món nợ của cha mẹ nên mị bị bắt làm vợ của A Sực, con trai Tông Đê Bá Tra, tức là bị bắt làm con dâu gạt nợ nhà Tông Đê Bá Tra. Người ta lưu ý như thế. Bị hành hạ nhiều nên mị đã sống như tảng đá, như con trâu, con ngựa, con rùa rụt cổ. Thân xác còn sống nhưng tâm hồn thì đã nguội lạnh. Tuy nhiên Tết năm ấy, sức sống tiềm đằng ở trong mị trỗi dậy. Mị đã uống rượu, mị định đi chơi. A Sử thấy thế bèn trói mị lại, khép cửa buồng, bỏ đi chơi. Việc này người nhà không biết, không ai biết. Nhưng A Sử đi chơi bị đánh, bấy giờ thống lý mới ra lệnh cởi trói cho mị để mị đi hái lá thuốc về chữa vết thương cho chồng. Sau đó thì chúng ta đi vào phân tích cụ thể đoạn văn mà đề bài yêu cầu, với các ý mà Thanh Hùng diễn đọc đã gạch chân ở trong cái đoạn văn đó. Chúng ta lưu ý đấy là những cái ý quan trọng chúng ta cần phải phân tích. Cụ thể như thế này, mị đi hái được lá thuốc về là việc mị phải đi vào rừng hái lá thuốc về để chữa vết thương cho chồng. Như đã nói ở trên, suốt đêm mị bị chồng trói đứng ở trong góc nhà, cổ tay, đầu, bắp chân bị dây trói xiết lại, đau rứt từng mảnh thịt. Mị chỉ được phát hiện và thả ra khi người ta đưa chồng của mị bị thương vào buồng. Nhưng thay vì phải chạy chữa và chăm sóc cho cả hai vợ chồng, Thống Lý Bá Cha chỉ quan tâm đến chồng của mị, tức là chỉ quan tâm đến con trai của hắn. Còn con dâu của hắn, tức là mị, có gục xuống sau cả đêm bị trói, hắn cũng dửng dưng. Hắn còn tàn nhẫn bắt mị phải lê lết vào rừng hái lá thuốc về chữa bệnh cho con trai hắn. Mị phải ôm vai chị dâu, hai người khổ sở dìu nhau bước ra và khi về nhà chồng thì mị phải thức suốt đêm để xoa thuốc cho chồng. Khi nào mệt quá thiếp đi thì A Sử lại lấy chân đạp vào mặt mị, tức là mị bị đối xử không khác gì con vật. Người ta lưu ý như thế. Khi nào mệt quá thiếp đi thì A Sử lại lấy chân đạp vào mặt mị, rất là kinh khủng như thế. Ở cái chi tiết tiếp theo, đó là chi tiết mị đi cửa sau vào lé mắt nhìn. Chi tiết này cho thấy thân phận của mị nói riêng và thân phận của những người đàn bà ở nhà Thống Lý nói chung. Họ không được đi cửa chính, họ không được dám nhìn thẳng, muốn nhìn phải len lén mà nhìn. Đây cũng là điều bất công thường thấy ở tất cả những người dân, những người thường dân trong xã hội phong kiến xưa. Nó cho thấy thân phận mà ta gọi là thấp cổ bé họng. Trong ánh nhìn của mị, thêm một con người khổ sở nữa xuất hiện, đó là A Phủ, một người to lớn quỳ trong góc nhà. Phần tiếp theo của văn bản, thông qua cái gọi là cuộc xử kiện mà thực chất là xử lý A Phủ, Tô Hoài đã tập trung làm nổi bật hiện thực bất công ở miền núi Tây Bắc thời phong kiến trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Cụ thể như thế này, A Sử cậy quyền cậy thế, cậy mình là con quan, con nhà giàu, con trai Thống Lý Bá Tra. Đấy. A Sử cậy mình như thế đấy. Cậy mình là con trai nhà Thống Lý Bá Tra. Cho nên A Sử ngang ngược phá các đám chơi xuân của trai làng,
không chịu được đựng được cái sự hống hách ngang ngạnh đó, A Phủ đã đánh A Sực. Nhưng chính vì vậy mà A Phủ bị người ta vây đến bắt. Trong khi A Phủ bị trói, bị quỳ ở trong góc nhà, bị đánh không thương tiếc, thì bọn chức việc khắp vùng Hồng Ngài đến nhà thống lý Bá Trang để dự đám sự kiện. Trong nhà thống lý đã bày 5 cái bàn đèn. Trong nhà thống lý đã bày 5 cái bàn đèn, tức là bàn đèn hút thuốc phiện, để bọn chúng thi nhau nằm dài ra hút thuốc phiện. Nghĩa là chúng đâu có phải những vị quan tòa công chính liêm minh, chúng đâu có mở phiên tòa xét xử A Phủ và A Sực một cách công minh. Chúng nhân cơ hội A Phủ đánh con quan để đến đây, để say sưa, để nghiện ngập, để ăn cỗ phạt vạ A Phủ. Pháp luật lẽ công bằng ở trong tay bọn chúng, bởi thế mà mới có cảnh khói thuốc phiện xanh như khói bếp. Cứ mỗi đợt bọn chức việc ấy, hút thuốc phiện xong ấy, cứ mỗi đợt bọn chức việc ấy, mà hút thuốc phiện xong, A Phủ lại phải ra quỳ ở giữa nhà, lại bị người ta xô đến đánh. Mặt A Phủ sưng lên, môi và đuôi mắt giật chảy máu, nhưng không ai cứu chữa. Cứ như thế suốt chiều suốt đêm, càng hút càng tỉnh, càng đánh càng trượt, càng hút. Cái điệp ngữ mà Tô Hoài sử dụng đã liệt kê hàng loạt những tội ác của bọn quan làng nơi đây. Ta có thể nói như thế, hoặc có thể nói bằng một cái cách khác. Đại ý nó như vậy. Kẻ gây nên tội là A Sực lại không xuất hiện trong đám sự kiện, và hắn cũng không bị kết án gì cả. Hiện thực vô lý và độc ác nhất là lúc Bá Tra kết tội A Phổ. Thằng A Phổ đánh người thì làng xử mày phải nộp vạ, mày phải chịu 100 bạc trắng. Mày không có 100 bạc thì tao cho mày vay để mày ở nợ cho. Bao giờ có tiền giả thì tao cho mày về, chưa có tiền giả thì tao bắt mày làm. Mày ở làm con trâu con ngựa cho nhà tao. Đời mày, đời con, đời cháu mày tao cũng bắt như thế. Bao giờ hết nợ tao mới thôi. Và A Phổ cúi sờ lên đồng bạc ở trên chát, trong khi Bá Cha đốt hương lầm rầm khấn gọi ma về nhận mặt người vay nợ. Bá Cha khấn xong, A Phổ cũng nhặt xong bạc, nhưng nhặt xong lại để ngay cả xuống mặt cháp, chứ A Phổ đâu được sử dụng gì cả. Rồi Bá Cha lại chút cả cháp vào trong bạc. Ở đây Tô Hoài đã lột tẩy được biết bao nhiêu bất công ngang trái, hủ tục đày đọa người lao động. Nói là sự kiện nhưng không hề sự kiện. Thực chất của cuộc sự kiện này là hành động cậy quyền cậy thế để áp bức con người. Bá Cha chính là quan tòa, Bá Cha chính là đạo đức và công lý, và công lý. Chúng lại dùng sự mê tín dị đoan, lợi dụng sự mê muội về thần quyền để bắt A Phủ làm người ở trừ nợ cho nhà thống lý. Cũng giống như món nợ của bố mẹ Mị, món nợ mà Bá Cha áp lên đầu của A Phủ là món nợ không bao giờ A Phủ trả được cho hết. Đó là nạn cho vay nặng lãi, cực kỳ nặng lãi. Ở đó kẻ vay bị ép vay phải đem tất cả sức lực của mình, tinh thần của mình, sự tự do của mình và cả mạng sống của mình, cuộc đời của mình ra để trả nợ. Hành động A Phủ chỉ quỳ im như cái tượng đá cho ta thấy rõ được điều đó, điều mà tất cả những người lao động nghèo nơi đây thời này phải nhẫn nhục cam chịu. Hình ảnh A Phủ làm cho ta nhớ lại đến hình ảnh của cô Mị, mỗi ngày Mị càng không nói lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa. Sau đó ở phần kết bài thì ta nhớ khái quát lại nghệ thuật, nội dung đoạn trích, nêu đôi điều liên hệ mở rộng hoặc là bài học rút ra, ví dụ như thế này. Tóm lại đoạn văn bản mà chúng ta vừa bàn đến đã được Tô Hoài viết bằng đúng tuyên ngôn nghệ thuật của ông, đó là tôn trọng sự thật. Đã là sự thật thì đôi khi phải đập vỡ những thần tượng trong lòng người đọc. Tức là nhà văn đã thể hiện được sự hiểu biết sâu sắc về phong tục tập quán, hiện thực cuộc sống ở vùng núi cao Tây Bắc. Trong đoạn văn ta thấy dày đặc vốn ngôn từ rất Tây Bắc của Tô Hoài, vân vân. Tất cả tạo nên một giá trị hiện thực sống động, tạo nên ấn tượng sâu đậm về cái ác, tạo nên tiếng lòng thương cảm sâu sắc mà Tô Hoài dành cho thân phận Mị và A Phục. Vui lòng bấm like, share, đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng diễn đọc để kiến thức văn học trong trường học tiếp tục được bọc lan rộng rãi. Trân trọng, mến chào.